Nếu các bạn muốn mua cái nick mà mình chuẩn bị sâu trong video ngày hôm nay thì các bạn có thể truy cập ngay nickdaoquan.vn nhé và kéo xuống phần nick tập trung này này. Đó, các bạn sẽ thấy cái mã số là 24531. Rồi, thì đây các bạn search đúng cái mã số 24531, mình đang bán với giá là 6 triệu 5 tiền thẻ hoặc là 4 triệu 5 tiền ví. Ok, chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giao bán nick S2 game là dễ của mình nhá. Nói chung là một thời gian khá là lâu rồi mình không có vào ấy. Và mình nghĩ là đêm nay mình sẽ phải bán nó, bởi vì dạo này thì cái kinh tế của mình nó không còn cho phép mình có thể là nuôi một cái nick như thế này nữa rồi các bạn ạ. Thì các bạn có biết đâu, cái tiền để mà nuôi được một cái nick như thế này nó không phải đơn giản. Đó, đập đồ này, nạp sự kiện các thứ này, đổi nội tại này, nội tại ngon rồi không phải đổi nữa, tiền úp đệ tử này, mua đồ này các thứ thì nó cũng nhiều lắm, nó không phải là ít đâu. Là hôm nay mình quyết định là mình sẽ phải bán nó đi nhá. Lý do là do kinh tế của mình bây giờ thì nó không không phải cho phép mình có thể chơi được nữa, với cả là mình cũng đang cần tiền, là mình sẽ bán nó đi nhá. Ok, hôm nay thì đầu tiên là mình sẽ review cho bạn và chúng ta sẽ thử cướp ngọc rồng nó make, test thử xem độ bất tử của nó như thế nào. Đây, mình có mượn được một cái set HP của trái đất của cộng tác viên shop mình đó, khá là ngon đúng không, được cái quần thần 20% HP này. Tất nhiên là đồ này đồ đi mượn nhá, còn đồ ở trong nick này thì mình là đồ tặng này các bạn này. Đó, một set thiên sinh hăng có cái quần 3 sao thôi, còn lại là có cái quần với cái radar là 3 sao có sức đánh hết nhá, còn lại là đồ 4 sao sức đánh hết. Đó, đây là đồ nó này, áo sức đánh, quần sức đánh, nói chung là 3 món 4 sao và 2 món 3 sao, giáp luyện tập là 2 sao nhá. Nó có mỗi Dr. Corey thôi, còn mấy cải trang sức đánh thì nó không có. Đó, đâu nhỉ, mình tính là mình sẽ tặng cho bạn cả găng thần này này, găng thần cấp 7, 90% sức đánh. Bạn nào mua mình tặng luôn nhá. Đó, quần HP 12%, à đâu, quần sức đánh 12%, mình nhìn nhầm. Rồi, có đồ Akura thôi, còn skill thì đấm Garlic Atomic tái tạo năng lượng để trứng. 20 tỷ rồi, để 20 tỷ nhá. Rồi, bây giờ thì à đây, còn cái găng 20% tiềm năng sức mạnh này, với cái radar 20% tiềm năng sức mạnh thì mình cũng tặng luôn. Đó, đây, còn cái radar 3 sao này mình cũng tặng luôn nhá. Rồi, hôm nay thì mình sẽ thử độ bất tử của nó cho bạn xem. Đây là clip chia tay đi. Đó, vậy là lần cuối đi bên nhau. Thì sẽ là khu này, khu 6 đúng không? Mình sẽ giao dịch cái đồ HP sang bên này đó. Vì HP nick này cũng khá là yếu nên mình nghĩ là mình sẽ mặc cho đệ tử đi. Đó, cho đệ tử là hợp lý, xong rồi các bạn sẽ thấy nó bất tử là như thế nào. Định nghĩa về khái niệm của sự bất tử cho các bạn xem này. Ok. Đó, vậy chúng ta đã có một set HP rồi. Mình mặc cho đệ tử đã. Lên được bao nhiêu máu ta? Ít nhờ. Có 2 triệu 2 máu thôi các bạn ạ. Căn bản là HP gốc của mình nó cũng chỉ có 100.000 thôi này, không nhiều. Nhưng mà không sao, có bao nhiêu nó kia nó bù lại cho mình hết. Ok, mình sẽ tìm ngọc rồng Namek đã. Tìm lấy một viên chơi chơi. Hello, ở chỗ này nó vắng người quá, mình cần ra làng ấy. Ra làng thì nó mới thực sự là thấy độ bất tử của nó như thế nào. Trước mình cũng làm một clip cho bạn xem rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ làm lại nha. Ôi, toàn bên đảo Guru với cả trọng tử vũ trụ cũng có một viên này. Ok, mình sẽ qua trọng tử vũ trụ để nhặt nhá, yên tâm đi. Quả này là hết khiên lại choáng, hết choáng lại khiên, không thể nào có thể động vào mình được các bạn ạ. Tin không? Đó, khiên lên, đấm đấm chúng nó là chúng nó phải sẽ phải để ý mình ngay mà. Trước mình cũng tiếc là bởi vì mình không có mở được cái nội tại ngon ấy. Nhưng mà không hiểu sao ăn ở thế nào mình lại mở ra được cái khiên 52% này. Ngon vãi. Nào, ai muốn đánh nhau không? Ra đây. Đấm hết này. À đây 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 đây. Đang đánh nhau. Úi giời. Kinh. Yên tâm là mình sẽ không có khái niệm về sự về 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 hết khiên các bạn. 3 2 1. Ôi sao chết mẹ rồi.
Adu. Không sao, mình tin là bằng này với sự tanker của một cái set HP như mình có thể trụ lại được đến lúc mình choáng lên. Đó. Rồi, tí nữa lại bật khiên lên tiếp. Không sao cả các bạn ạ. Cái việc này nó quá là bình thường đi. Sao mà đánh nhau không? Thôi té. Về làng nó mới, về làng mới thể hiện các bạn ạ. Tách hợp thể ra đã. Ôi tôi chết mẹ rồi. Chạy 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 chạy. Đây để mình hợp thể lại đã. Sao đánh nhau không? Lại khiên tiếp này. Để mình cho các bạn thấy cái sự bất lực nó như thế nào. Nhưng mà đây không có thằng này nhìn không vui, mình phải chạy qua làng đi. Để lấy trông thoải mái đấm. Thôi chết mẹ lại lag rồi. Đệt. Ngọc dầu Namek bữa nay mình thấy là nó khoai quá. Nó ít người ấy. Chắc tầm giờ này là mọi người đang ăn cơm rồi. Chuẩn bị cơm nước rồi là không ai chơi game mấy. Thôi chúng ta sẽ đổi giò với bản đồ kho báu nha. Đây để mình tặng nó ít ngọc đã. Nếu không có động vào ngọc của các bạn lại chửi cho chết. Bởi vì ngọc trong nick là mình tặng luôn mà, nên là mình sẽ dùng cái ngọc của mình nhá. S2 game là dễ. Đó, mình tặng nó khoảng 300 ngọc. Nói chung là để mua đồ trung thu này, đồ sức đánh các thứ ấy. Một bánh trung thu này. Ôi, hành trang full rồi. À đây, đây là đồ của mình nhá. Mình chuyển đồ sang bên này để cho tăng sức đánh các bạn. Đó, 47k sức đánh rồi. Nói chung là nick này sức đánh không cao nhưng mà được cái là nó bất tử ấy. Các bạn mua về các bạn có thể úp đồ HP để chơi ngọc dòng đen thoải mái, không sao cả. Đây, mua cái này này, hộp bánh trung thu. Lồng đèn... À đâu, lồng đèn... Đây, lồng đèn con gà các bạn. Đó. 71k sức đánh thôi. Ít nhờ. 13... Rồi, giờ mình sẽ mua thêm bùa nha các bạn nhá. Nói chung là cái này chúng ta sẽ cần cả bùa nữa. Chứ đi bản đồ kho báu mà không có này thì hơi khoai quá. Bùa mạnh mẽ này. Bùa da trâu này. Oai hùng này. Thu hút này. Đó. Mình nghĩ là chỉ cần ngày thôi. Có gì thì đánh thêm cả cái bình chứa commission nữa là... Thôi mà, cái đấy không cần đâu. Choáng... Quả bất tử choáng này thì cần gì phải đến cái bình chứa... Cần gì phải cho cần đến cái bình chứa đúng không? Ok, thử nha các bạn nha. Kho báu dưới biển. Chọn cấp độ 110 luôn đi. Biết có đi nổi không ta? Đi thì hơi khó nhưng mà lầy lầy chắc có đi được. Bởi vì boss nó không đánh vỡ khiên mình được đâu. Bổ huyết này. Giáp xê này. Đó. Tôi đang 5 món á. Từ từ tách hợp thể ra đã. Mình sẽ tách hợp thể ra để ăn thêm cái bổ huyết. À sẽ ăn thêm cái giáp sên nhá. Rồi giờ thì mặc cái trang gì nhỉ? Mình cũng chả có cái trang gì tăng sức đánh cho mình cả. Vãi thật. Thật là vãi trưởng các bạn ạ. Là 400k thôi. Ít vãi. Đó không sao các bạn ạ. Được gì chứ tầm này thì mình chơi được. Thoải mái. Ủa mà sao mình có hút kia à? Mình ép hút kia vào cái này đúng không? Ép vào cái nào ấy nhỉ? Của mình là full sức đánh hết mà tại sao có hút ki đây ta? Ở đâu đây là hồi ki chứ không phải là hút ki đâu. Đó. Bất tử luôn các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta không thể dùng tự động luyện tập được. Với cả đề này mình sẽ không thể nào biết được cái khiên mình còn bao nhiêu giây nữa ấy. Là cũng dễ chết lắm. Tự nhiên có cái ẩn danh ở kia nó mới khoai lang khoai tây đấy nhỉ. Thôi hết khiên rồi. Ôi cứ tưởng tí thì chết nhá. Cái khiên mình nó phải đợi 4 giây nó mới hồi được. Là chúng ta sẽ không thể nào mà chủ quan được về cái việc này các bạn. Ê. Ôi à, bị lag các bạn ạ. May con boss nó chết nhá. Nó không chết thì quả đấy mình cũng oảng luôn làm cái gì nữa. Trời ơi. Kiểu đấm liên tục thì chúng ta sẽ bị lag. Kiểu vậy.
Đó, nó sẽ bị lag mấy mấy cú đấm này. Không thể đấm liên tục được các bạn. Ok. Là phải biết canh thời gian dùng khiên cơ. Nhờ mà không biết nếu mà mình sử dụng nội tại này thì đệ tử mình có được sử dụng cái nội tại hồi khiên của mình không ta? Mà chắc là không đâu. Đệ tử mình thì hiện tại đang là đệ tử đẻ trứng. Nhưng mà nếu mà có khiên mình cũng thắc mắc là xem là liệu chúng ta có thể sử dụng được cái khiên không? Thôi nói chung là chịu, con siêu quái nó trâu quá. Đấm thì bất tử thật đấy. Nhưng mà khoai nữa là đấm mãi không chết các bạn. Đấm được có 400k máu thôi. Nhưng mà theo mình nghĩ thì nếu mà mình đi cái level tầm 100 đi, hoặc là 70-80 đây thì cầy vàng tạt ga luôn các bạn. Hoặc là thích đi con đường ra độc hay thích khí ga thoải mái luôn. Thôi thì chắc là clip này mình sẽ tạm dừng tại đây nhá. Cũng chỉ để muốn giao bán nick tâm huyết của mình, để mình trả lại đồ nó đã. Là Kakarot thu bao nhiêu đây? Thu 6 à? Đây để mình trả lại đồ cho Chin Grab nhá. Nói chung là đồ sức đánh này là không tặng được. Mình chỉ tặng được cái găng thần này thôi. Găng thần với cả cái quần này này mình tặng. Đó, còn mấy cái kia thì no các bạn ạ. Thì say no thôi. Không tặng nổi. Đồ ấy, đồ mình còn để quay clip chứ, có phải là đồ để tặng đâu. Để mình cất bắt đồ vào dương đã. Ok. Đó. Có những cái món thần này mình tặng nhá. Găng thần. Các bạn thấy quả găng thần đấy được không? Mua ở thị trường thì nó cũng phải đến 500k đấy các bạn. Không phải rẻ đâu. Giá thị trường của nó ấy là khoảng 500k. Mà ở đây thì mình tặng luôn. Đó. À tí thì mình quên. Các bạn có thể là mua cái nick này của mình với mã số là 24531 với số tiền là 6,5 triệu hoặc là 4,5 triệu tiền ví chuyển khoản các thứ ấy. Chuyển khoản Momo thẻ siêu rẻ này hoặc là chuyển chuyển khoản ngân hàng thì sẽ có giá là 4,5 triệu tiền ví, 4,5 triệu ấy. Còn nếu các bạn mua một thẻ cào thì các bạn có thể nạp trực tiếp vào shop và giá nó là 6,5 triệu đó. Các bạn thấy không, mua cả nick đợt mình mua là 10 triệu đấy, còn chơi cày cuốc bao nhiêu các thứ mà bây giờ bán được bằng này, cái giá nó lỗ nhưng mà thôi, đằng nào bây giờ cũng đang cần tiền mà. Thôi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.